Xin chào tất cả các quý gia chủ. Chào mừng các quý gia chủ đã đến với kênh Tử Vi Cải Mệnh. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý gia chủ một cái cách hóa giải cái sát khí do cái tình huống là cửa chính của nhà mình lại bị cái gương bắt quái của nhà hàng xóm chiếu tướng. Nếu như nhà của quý gia chủ đang ở trong cái tình trạng đó thì quý gia chủ nên để ý đến sức khỏe, đến công việc làm ăn, đến cái sự an nguy của bản thân và của các thành viên trong gia đình mình nhiều hơn. Bởi vì như vậy là nhà của quý gia chủ đang bị rơi vào một cái tình huống phong thủy xấu. Và để hóa giải cái sát khí đó, để hóa giải cái nỗi bất an ở trong người, thì quý gia chủ cần phải biết là gương bát quái là một cái vật phẩm phong thủy giúp ngăn sát trừ tà. Nó phải có cái lực, cái sát khí rất mạnh thì mới có thể đấu lại được với cái sát khí, với các cái sát khí mà từ bên ngoài của nhà mang lại. Nhà hàng xóm mà treo gương cầu lồi thì có lẽ là bởi vì họ phát hiện ra có cái sát khí nào đó từ phía nhà của bạn ảnh hưởng đến phong thủy nhà của họ. Cho nên trước tiên thì quý gia chủ cần phải, điều đầu tiên quý gia chủ cần phải làm đó là hãy quan sát lại nhà mình và các khu vực xung quanh của nhà mình xem có điều gì có thể gây nên cái sự bất lợi về phong thủy cho nhà hàng xóm không. Ví dụ như là cửa đối cửa, hay là có một góc nhọn nào nhà mình mà chiếu thẳng vào cửa nhà người ta chẳng hạn. Có rất nhiều những cái tình huống phong thủy xấu mà đôi khi chúng ta không để ý đến. Nếu có thấy, có phát hiện ra thì chúng ta hãy loại bỏ chúng, rồi sau đó mới sang nhà hàng xóm để thương lượng với họ về cái việc tháo gương bát quái của họ xuống. Nếu nhà hàng xóm vẫn không chịu thỏa hiệp thì chúng ta buộc phải dùng cái cách hóa giải sát khí. Thực ra thì việc làm của nhà hàng xóm là cái việc lợi mình mà hại người, vốn là cái việc không tốt. Nhưng mà nếu họ vẫn khư khư giữ chủ kiến thì chúng ta cũng phải buộc dùng cái cách hóa giải. Có nhiều cách hóa giải. Và ở bài này thì tôi sẽ chia sẻ, sẽ hướng dẫn quý gia chủ một cách hóa giải bằng vật phẩm phong thủy. Đó là dùng một chiếc mai rùa bằng đồng, quý gia chủ nhé. Ở đây tôi có một cụ rùa bằng đồng, không phải một chiếc mai rùa, nhưng mà tôi chỉ tượng trưng để quý vị có thể hình dung về chiếc mai rùa thôi. Chúng ta cần một chiếc mai rùa bằng đồng to hơn như thế này, và phải bằng đồng nguyên chất, treo ở trước cửa, ở phía trên cửa của nhà mình, làm sao cho hướng của cái mai rùa này sẽ hướng về phía chiếc gương bắt quái của nhà hàng xóm. Có nghĩa là hướng về cái phía có sát ấy. Và muốn cẩn thận hơn nữa thì quý gia chủ có thể nhét thêm vào đây, vào trong chiếc mai rùa này, một chút muối thô cộng với tro than củi và một mảnh giấy hồng điều có ghi 8 chữ: thân thể kiện khang, nguyên thìn quang thái. Đây là một cách làm sẽ giúp hóa giải sát khí rất là linh nghiệm, đồng thời cũng giúp cho quý gia chủ đón được lành, tránh được dữ, mọi việc thêm phần thuận lợi, thêm cái phần thuận lợi và bớt cái phần rủi ro. Quý gia chủ nhớ là chỉ cần một chiếc mai rùa thôi, không phải là cả một cái con rùa như thế này. Một con rùa như thế này chúng ta sẽ dùng vào việc khác, sẽ bố trí ở những cái vị trí khác. Hiệu quả nhất đó là dùng vào cái việc mà bổ sung vào cái vị trí huyền vũ. Ở cái khu vực huyền vũ của những cái ngôi nhà nào mà khu vực huyền vũ này bị khuyết ấy. Ví dụ như những cái nhà mà ở một cái thế trước cao sau thấp, tức là cái thế đất tụt hậu đấy, hoặc là những cái tòa nhà cao tầng mà những cái người ở những cái nhà tầng trên ấy đều hầu như không có khu vực huyền vũ, thì chúng ta nên đặt một cái cụ rùa, một cái tượng rùa như thế này vào khu vực huyền vũ. Như thế thì gia chủ sẽ cảm thấy như là có được một cái chỗ dựa vững chắc hơn và mang lại cái nguồn năng lượng tốt hơn, giúp cho mọi việc đều hanh thông hơn. Và lưu ý là rùa là phải làm được làm bằng đồng nguyên chất thì mới có được cái năng lượng tốt, mới đem được cái năng lượng tốt đến với gia chủ. Nếu như lẫn lộn tạp chất ấy thì sẽ không có tác dụng gì mấy, hoặc đôi khi còn vô tác dụng.
Và nếu như thấy video này có ích, quý gia chủ có thể chia sẻ nó tới mọi người. Và hãy nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Rất cảm ơn quý gia chủ đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.